Trong kiếp này, cháu gặp nhiều điều không may mắn. Cuộc sống hiện tại có nhiều điều bất an. Đó là do kiếp trước, cháu gieo duyên chẳng lành mà tạo thành quả cho đời nay. Do đó, khi sanh ra làm người, cháu phải gặp nhiều hoàn cảnh và những đối tượng không như ý để trả quả, khiến cho cháu cuộc đời lỡ dở và nhiều khổ đau. Sống trong hoàn cảnh này, nếu cháu biết giải tỏa thì cháu thoát ra khỏi cảnh khổ đau. Vậy giải tỏa như thế nào? Giải tỏa có nhiều cách. Như cháu nên hiểu và chấp nhận mình là một người đang thiếu nợ. Mà đã chấp nhận mình là một người thiếu nợ thì phải chấp nhận trả nợ. Chấp nhận trả nợ thì phải vui lòng mà trả nợ. Có vui lòng trả nợ thì nợ mới dứt. Còn nếu cháu không vui mà trả nợ thì làm sao nợ dứt được, phải không cháu? Trả nợ mà không vui tức là vừa trả mà cũng vừa dây. Cháu có nhận ra điều này không? Đã tự làm mình khổ mà nợ cũng không dứt. Đó là một bằng chứng cụ thể cho kiếp làm người. Nếu ai không hiểu Phật Pháp đều phải đi dẫm lại lối mòn khổ đau này của nhau. Nợ nhân quả mà cứ dây trả, trả dây như vậy thì đời này sang đời khác trả nợ cũng chưa xong. Hiện giờ cháu đang sống buồn khổ là cháu đang trả nợ. Mà trả như vậy thì làm sao cháu trả cho xong? Tại sao vậy? Vì nợ này không phải nợ tiền bạc của cải tài sản mà nợ buồn khổ. Cho nên cháu còn buồn khổ là còn nợ. Chừng nào cháu hết buồn khổ là cháu hết dây nợ. Tuy cháu đã hiểu được nhân quả như vậy thì lòng cháu như gió đã dừng, nhưng sống chưa dừng cháu ạ. Muốn cho sống dừng thì cháu nên dẫn tâm cháu vào chỗ không có sống. Thì cháu nên nhắc tâm: a, buồn khổ là ác pháp, hãy rời khỏi tâm ta. B, lúc nào tâm cũng phải thanh thản, an lạc, vui vẻ, không được buồn khổ. C, dù bất cứ hoàn cảnh nào, ta cũng phải an vui, không được buồn khổ. Buồn khổ làm cho đời úa tàn, khô héo. D, tâm như đất, không nên buồn khổ. Buồn khổ là nợ của nhân quả. E, buông xuống đi, hãy buông xuống đi. Buồn khổ làm chi, có ích gì? Thở ra chẳng lại còn chi nữa. Dạng sự vô thường, buông xuống đi. Chúc cháu thành công trong việc rèn luyện tâm mình được an vui hạnh phúc.